Bạn thân mến, khi chúng ta hiện diện ở bất kỳ đâu, luôn luôn sẵn sàng góp phần nhỏ bé của mình vào việc chung. Dù đó là việc đơn giản như lau sạch một chiếc bàn hay nhặt một mảnh rác. Ví dụ, khi bước vào một không gian chung, thấy ai đó vừa rời đi nhưng chưa kịp dọn dẹp, ta có thể chủ động lau dọn để người đến sau được sử dụng trong sự sạch sẽ và thoải mái. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại mang đến ý nghĩa lớn cho cuộc sống của chúng ta. Khi ta góp sức đủ, dù là nhặt rác trong công viên hay mời ai đó ly nước trong một buổi họp mặt, thì cuộc sống của ta dường như thêm ý nghĩa từng chút một. Điều quan trọng là sự không nề hà công việc, dù nhỏ bé hay cao sang, ở đâu có lợi cho người khác, ta đều sẵn lòng giúp đỡ, vì biết rằng đó chính là cách cho tâm hồn mình thêm vui vẻ và cuộc sống thêm giá trị. Hành động có ích không chỉ tạo ra niềm vui cho chính mình, mà là còn động lực mạnh mẽ để tiếp tục sống tích cực. Một cuộc sống đáng sống khi ta có thể làm điều tốt đẹp cho người khác. Nếu không làm gì hết, cuộc sống dần trở nên trống rỗng, niềm vui và ý nghĩa sống sẽ mất đi, đến khi cảm giác bế tắc và không rõ vì sao. Vì vậy, dù bất cứ ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, hãy để lòng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ. Chỉ cần ta sống với tinh thần đó, cuộc đời sẽ tự nhiên thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn.